chào quý khán giả thân thương của Trung tâm Thúy Nga. Kính thưa quý vị, đối với những khán giả yêu thương Trung tâm Thúy Nga thì đây có lẽ là livestream đang được mong đợi nhất hiện giờ, bởi vì trong livestream này tất cả những chi tiết mà về ngày phát hành của Paris by Night 137 và phương thức phát hành đều sẽ được bật mí. Nhưng mà trước khi mà quý vị cùng gặp gỡ những vị khách mời đặc biệt trong livestream ngày hôm nay thì cho phép Ngọc Hân xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với những nhà bảo trợ đã đồng hành cùng với Paris by Night 137 hành trình 40 năm phần 2. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà bảo trợ Platinum Sponsor, công ty AirTalk by Airvoice, một công ty viễn thông có uy tín được thành lập từ năm 1999, đã và đang phục vụ cho hàng triệu người dân Mỹ trên khắp các tiểu bang. AirTalk cung cấp dịch vụ trên mạng 5G, 5G lớn nhất toàn quốc dành riêng cho các hộ gia đình tại Mỹ thuộc diện thu nhập thấp hoặc tham gia các chương trình hỗ trợ liên bang như SNAP, Food Stamps, Medicaid, SSI, v.v. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, AirTalk tự hào cung cấp các điện thoại thương hiệu hàng đầu như iPhone, Samsung Galaxy, Google Pixels hoàn toàn miễn phí cùng các gói cước viễn thông chất lượng cao mỗi tháng mà không mất phí cho người dùng đủ điều kiện. Để đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình nhiều người không đủ điều kiện cho các chương trình trợ cấp của liên bang, chúng tôi còn có Airvoice, chuyên cung cấp dịch vụ viễn thông 5G chất lượng cao với giá cước ưu đãi và hấp dẫn, cùng các điện thoại đẳng cấp giá rẻ như iPhone, Samsung và nhiều hãng khác. Xin chân thành cảm ơn Platinum Sponsor AirTalk by Airvoice. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến với những nhà Diamond Sponsors như sau. Công ty Lexor, The Key to Salon Success. Chúng tôi xin cảm ơn công ty D&D Gel được bầu chọn là thương hiệu gel tốt nhất trên thị trường hiện nay. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Dr. Sam, Health is Wealth, khai thông vẻ đẹp tiềm ẩn của bạn. Chúng tôi xin cảm ơn Mabi, app nail Việt cho người Việt. Và chúng tôi xin cảm ơn app ứng dụng Peer, Point and Peer, ứng dụng mạng xã hội tương lai do người Việt tạo ra, giúp tất cả chúng ta kết nối một cách gần gũi và chân thực hơn với các chức năng hiện đại, không gian 3 chiều. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn những nhà Platinum và Diamond Sponsors của Paris by Night 137. Và bây giờ không chậm trễ nữa, xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ những gương mặt hot nhất trong livestream ngày hôm nay. Thưa quý vị, giám đốc của Trung tâm Thúy Nga, cô Marito Ngọc Thủy. Xin kính chào quý vị đang theo dõi livestream. Kính thưa quý vị, thượng yêu dấu của tụi em Diva Minh Tuy. Minh Tuy xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV và Paris by Night. Và thưa quý vị, thành viên trẻ tuổi nhất của Trung tâm Thúy Nga, nữ ca sĩ Mira Trần. Cho phép Mira gửi lời chào đến chị Hân. Gửi lời chào đến Boss Marito, chị Hân, chị Minh Tuyết và cũng như là tất cả quý vị đang xem livestream của Thúy Nga Paris by Night ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì có lẽ là một cái câu hỏi mà tất cả quý vị đều đang thắc mắc là Paris by Night 137 hành trình 40 năm phần 2 sẽ phát hành vào ngày nào. Chúng tôi sẽ bật mí rất là nhanh chóng thôi, nhưng mà trước hết ngày hôm nay chúng ta có một cái bất ngờ dành cho nữ ca sĩ Minh Tuyết. Kính thưa quý vị, bây giờ tụi em muốn mời chị Minh Tuyết hướng lên màn hình và em sẽ cho chị xem một vài hình ảnh. Đây là hình ảnh độc quyền lần đầu tiên đó. Đây là Đừng Bỏ Em Một Mình. Và chưa hết, chúng ta còn một tấm hình nữa. Nhìn là thấy rùng rợn rồi chị ha. Đó, đây là bài hát mà nữ ca sĩ Minh Tuyết trình bày trong Paris by Night 137. Và nếu em nhớ không lầm thì đây là một trong những cái tiết mục được vỗ tay nhiều nhất và dài nhất trong cả hai suất thu hình của 137. Thật sự là từ ngày xưa tới giờ thì Minh Tuyết cũng không biết là có bao nhiêu bài được dàn dựng và quay hình của Paris by Night. Nhưng mà có thể nói là một trong những bài hát mà đem đến cho Minh Tuyết cái sự hồi hộp chờ đợi nhiều nhất, và đem đến cho Minh Tuyết cái sự gọi là hứng thú nhiều nhất, mà cũng lo sợ nhiều nhất. Đó là bài Đừng Bỏ Em Một Mình trong cuốn này của nhạc sĩ Phạm Duy. Là thơ của Minh Đức Hoài Trinh. Nhưng mà em rất là thắc mắc là trong chương trình ngày hôm đó bao nhiêu tác giả mà tại sao lại chọn Minh Tuyết cho một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy vậy chị? Cái đó chị chắc chị phải nhường lại cho Boss nói. Kính thưa quý vị, nó trong cuộc đời hơn 40 năm làm với cương vị là giám đốc sản xuất của Trung tâm Thúy Nga, lần đầu tiên Thủy gửi bài cho một ca sĩ mà Thủy gửi lộn.
Thúy gửi cái bài, đáng lẽ cái bài Đừng Bỏ Em Một Mình đó. Thưa quý vị, Thúy có cái văn bản ngay đây nè, Đừng Bỏ Em Một Mình của nhạc sĩ Phạm Duy. Thì bài này đó, thì thay vì gửi cho một ca sĩ khác, Thúy lại gửi cho Minh Tuyết. Thì lúc đó Thúy nói chuyện với Minh Tuyết, Thúy cứ nói chuyện, Tuyết ơi, bây giờ cái bài này em thấy sao rồi này kia. Thì Thúy nói, em thích quá chị, em thích quá hả. Rồi cái xong rồi, cái nói tới nó rồi, ủa sao chứ cha, sao mà là lộn bài, bài của nhạc sĩ Phạm Duy, em rất thích cái hòa âm thế này thế kia. Thì lúc đó thì mình mới thấy là ok, mình gửi lộn, nhưng mà thật sự đó, mình lúc nào cũng luôn chiều rồng nhỏ hết là Minh Tuyết. Thành ra nếu em thích cái bài, thưa quý vị, thì cái bài này khi mà Trung tâm Thúy Nga chọn bài này đó, thì phải nói rằng là rất cảm ơn cái hòa âm rất là đặc sắc của nhạc sĩ Nguyễn Tùng. Anh là một nhạc sĩ trẻ ở Nha Trang tại Việt Nam, và anh đã làm một cái bài hát này. Khi anh đưa Thủy nghe cái demo, Thủy không tưởng tượng được cái bài này nó come out ra như vậy. Và khi mà Thủy nghe cái bài hát này thì Thủy với Thi nói là để cho một nữ ca sĩ khác của Trung tâm Thúy Nga hát. Nhưng mà khi có một cái rất là hay, khi vừa nghe cái hòa âm này thì Thủy sẽ nghĩ, trong đầu Thủy suy nghĩ, à bài này mình đưa Minh Tuyết chắc ok à, tại Minh Tuyết có thể hát được dòng nhạc này. Lúc đó đó, tại vì quý vị cũng biết Minh Tuyết thường thường hát những dòng nhạc trẻ, nhạc có melody hơi Chinese và những bản tình ca khóc lóc à, anh bỏ em hay em khóc vật vờ gì đó là Minh Tuyết. Thì bài này thì nó trong cái spirit này chắc chắn. Thì nhưng mà rồi xong bỏ qua một bên, thì mình vẫn dành cái bài này cho một nữ ca sĩ khác. Thì mai mốt khi mà sẽ nói livestream sao, rồi cuối cùng thì không biết mình gửi mail sao mình gửi tới Minh Tuyết. À đó, thành ra bây giờ Minh Tuyết lại là Đừng Bỏ Em Một Mình. Đừng Bỏ Em Một Mình. Và thưa quý vị, thì cái bài hát này đó thì Ngọc Hân tiếp theo đi em. Em muốn hỏi là chị Tuyết ơi, lúc mà chị nhận cái email của boss mà gửi bài Đừng Bỏ Em Một Mình cho chị đó, thì lúc đó chị chưa biết là gửi nhầm, nhưng mà chị có ngạc nhiên khi mà chị nhận được bài hát, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy mà dành cho chị không? Khi mà chị nhận được cái email thì chị nghe cái hòa âm, xong chị nghe cái bài. Mới đầu chị đọc Đừng Bỏ Em Một Mình của Phạm Duy, chị nói ủa phải không ta. Xong rồi cái chị mở ra chị nghe cái hòa âm, xong mà bắt đầu chị đọc cái lyric, cái chị nói oh my god, sao cái hòa âm hay vậy. Chỗ cái bài này mà chị tưởng tượng trong đầu chị, mà cô Sandra mà dàn dựng chắc là nó tuyệt vời lắm, nghe nó đã lắm, nó rùng rợn lắm. Xong rồi bắt đầu là chị Thủy gọi, thì chị mới nói là chị nói ồ dạ em thích bài này lắm này nọ, chỗ bà hòa âm hay lắm này nọ đủ thứ. Thì chị Thủy khi mà biết ra được là chị gửi lộn cái bài đó cho chị, thì chị mới hỏi là mà em ok em hát nhạc Phạm Duy không. Xong rồi chị nói trời ơi chị, bài hay quá chị ơi, em ok 100% luôn. Thì lúc mà chị nói với chị Thủy xong rồi, chị Thủy nói bài này rất là hay Tuyết ơi, em phải nghiên cứu là cái ý nghĩa của bài hát này là như thế nào, câu chuyện của nó ra sao. Thì chị bắt đầu lúc đó, chị bắt đầu nervous. Em nervous, bắt đầu sợ là em không chuyển tải nổi những cái ý của nhạc sĩ Phạm Duy. Và cái bài này nó có một cái gọi là một cái gánh nặng nó quá lớn, một cái bài nó quá nổi tiếng. Thì lúc đó chị Thủy mới gửi cho chị những cái information, ca sĩ nào đã từng hát bài này, rồi cái bài này nó có ý nghĩa như thế nào, câu chuyện nó ra sao. Thì bắt đầu chị mới research, chị mới coi chị mới biết là nhạc sĩ viết bài này như thế nào và trong cái bộ phim nào, như thế làm sao. Thì chị mới coi hết, bắt đầu chị nghiên cứu. Thật sự là chị biết không, em về em ngồi em học bài. Thật sự là lúc đầu á, thì thật sự nó không phải là sở trường âm nhạc của em về nhạc Phạm Duy, cho nên khi bắt đầu em học bài á, em học em bực quá, em nói chứ trời, tại sao học hoài mà nó không có thuộc được. Nhất là cái đoạn sau nó đổi melody rất là nhiều, em tức quá. Xong rồi em ngồi em nghiên cứu học sao mình hát sao cho nó hợp với cái hòa âm. Xong rồi cái đến ngày đi thu, tại em phải thu sớm để cho cô Sandra có nhạc để mà cổ tập với lại dancer trước. Thì khi mà chị vô phòng thu, chị mới nói thôi kệ nó, cứ đi thu trước cái đã đi, để cho có cái nền. Rồi khi mà mình thu xong á, nếu mình cảm thấy mà mình không ổn thì mình về mình học tiếp, và mình tiếp tục mình chiến đấu nữa, chừng nào được hay không được, được thì thôi. Tại vì chị cảm nhận đây là một cái tác phẩm nghệ thuật nó quá tuyệt vời đi, chị không thể nào phụ lòng được. Xong rồi cái chị vô chị thu, thì chị thu một lần xong chị về, em tưởng tượng chưa bao giờ mà chị học thuộc một cái bài nó lẹ như là cái bài này, là cái chị không có lip sync sai luôn, tức là chị không có hát sai luôn á. Bữa nay tự thú là lip sync sai đó quý vị. Chị không, tức là chị thuộc tới mức độ mà chị
chị nhớ từng cái chữ luôn, nằm lòng luôn, nằm lòng, tức là nó vô trong, nó ăn vô trong mình luôn. Và cái lúc chị thu á, chị thu xong cái chị đến chị thu lần thứ hai là cái cụp là nó vô liền, nhưng mà cái lần đầu chị thu về xong cái chị có một cái đoạn hú chính giữa mà chị không để ý, cái đoạn phiêu á, mà chị thì chị không có quen phiêu cái kiểu hú hú kiểu mà giống lúc như đó là phải để mai ra phiêu bay phải không? Yeah. Xong rồi cái chị về cái nhạc sĩ Tùng Nguyễn Tùng nghe nói chị ơi sao chị không thu đoạn đó vậy, cái nó ủa có hả? Thế xong cái lần sau khi mà chị vô chị thu lại á thì chị thu cái đoạn đó mà đoạn không đó rất hay. Mà chị ơi em nói thật không biết có ai, lần đầu tiên chị nghe Minh Tuyết giống như lúc đó có người nhập, ai nhập em vậy luôn, lúc đó như có người nhập Minh Tuyết bản đó. Thân em cũng không nghĩ cái đoạn là em đó muốn như vậy chị được không nữa. Chị nghe chị biết là Tuyết hát nhưng mà chị nói rất là lạ đối với chị Ly, lần đầu tiên thật sự cái đoạn đó nếu mà để Mira hay những ca sĩ đó, thì đó là cái sở trường. You know, feel nhưng mà tự nhiên lúc đó em không biết sao ai nhập em á, mà em feel nó kiểu mà em cảm giác như em tưởng tượng là em đang đi trong một cái khu rừng hoang mà ma mị giống như em feel nó như thế, mà tự nhiên em feel được chị ơi. Em feel xong bản thân em cũng cảm thấy là oh my god, sao mình làm nó thích tới mức độ em thích tới mức độ như vậy. Thì em không biết là khán giả coi thì cái khán giả có thích hay không, nhưng mà bản thân em thì em cảm thấy mình rất là hài lòng và cảm thấy là những cái work hard của mình á nó pay back cho mình. Và em feel là giống như có ai đổ em trong bây cái bài giờ, này. Bây giờ chị sẽ kể cho em nghe một cái này. Thưa quý vị, John ơi, John cho chị coi cho khán giả xem cái screenshot của bài Đừng Bỏ Em Một Mình Đi. John, cái tờ nhạc đó, chị cần cái bài đó. Và quý vị biết là nhắc đến tờ nhạc đó, thưa quý vị, thì chị cần screenshot đó, ok. Đó. Quý vị có thấy cái bài tờ Đừng Bỏ Em Một Mình đó, thấy, quý vị thấy không? Ngày hôm nay khi mà Thúy lên livestream là cái ý của Thủy là muốn cho quý vị biết là đối với trung tâm Thúy Nga đó, khi mà thực hiện một bài hát mà nó sản xuất trước năm 1975 hay sau năm 1975, trung tâm Thúy Nga lúc nào cũng kiếm cái bài nhạc gốc, cái bằng bản gốc. Và quý vị, sáng hôm nay đó thì Thủy mới kiếm cái bài Đừng Bỏ Em Một Mình, tại vì Thủy có một cái tập nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy ấn bản ở bên Mỹ, ấn bản ở Âu Châu, là Thủy lấy cái bài hát đó để cho đưa cho Minh Tuyết. Nhưng sáng hôm nay Thủy kiếm cái bài hát đủ rồi rồi em. Sáng hôm nay Thủy kiếm cái bài hát đó thì là Thủy lại thấy, quý vị có thấy rằng cái trên cái bìa đó thì đó, trên cái bìa đó Tuyết có thấy đi không? Yeah. Một người con gái bận áo dài trắng và có một nhành cây. Đang cầm một nhành cây. Quý vị có biết trong bài này đó thì cô Sandra khi dàn dựng là tất cả dancer đều cầm những nhành cây khô, và người con gái bận áo dài. Tuyết có thấy một cái sự trùng hợp. Cái bài này chị mới lấy hồi chiều thôi. Chị kiếm trong cái đống tờ nhạc của ngày xưa của trung tâm Thúy Nga, là cả thùng những bài tờ xưa. Tuyết thấy không? Tuyết thấy không? Em thấy. Đây là một cái sự trùng hợp mình không hiểu được. Mình phải nói đó là một cái sự rất là, mình nói là giống như mình rất được blessed trong những cái công việc mình làm. Tuyết xem nè, đây là cái tờ nhạc ngày xưa, Đừng Bỏ Em Một Mình, nhạc sĩ Phạm Duy sản xuất năm 1969. Wow. Lúc đó Thủy mới có 5 tuổi Bút tích của chưa của bác chưa ra Phạm Duy luôn. Đây nè, coi nè, Tuyết. Wow. Đây là bác Phạm Duy luôn đó. Đó. Thì để cho quý vị xem nó có một cái những cái sự rất là, khi làm nghệ thuật cái nghề này thì phải nói là đối với trung tâm Thúy Nga, đối với bản thân Thủy, mình không biết tại sao mình làm những cái công việc mà nó đưa đến những cái sự thành công, những cái sự không giải thích được, nhưng mà rất cảm ơn tổ nghiệp, cảm ơn ơn trên và cảm ơn quý khán thính giả, cảm ơn tất cả anh chị em nghệ sĩ, các nhạc sĩ đã tạo ra những tác phẩm để đời, để trung tâm Thúy Nga trở thành một cái tên rất là quen thuộc, chương trình Paris by Night đối với tất cả người Việt khắp nơi trên thế giới. Xin thành thật cảm ơn. Cho nên kính thưa quý vị, Paris by Night 137 lần này phát hành thì rất mong là cũng sẽ có được sự ủng hộ của tất cả quý vị như quý vị đã dành cho Paris by Night 136. Nhưng mà có một điều nữa mà chị Tuyết, khi mà chị nhìn cái hình dàn dựng ở trên sân khấu đó, tất cả các vũ công không chỉ là cầm những cái nhành cây đâu chị, mà họ là những cái thân cây. Cho cái hình lên đi. Họ là những cái thân cây mà cái tay của họ là che lại hết. Thành ra họ là những cái thân cây y chang như là cái bìa mà cô gái đang dựa vào cái thân cây. Y chang.
chị nhìn đi, là tay của họ là những cái thân cây, là những cái thân cây chưa ra, cái tay của họ gần giống như là mọc ra, mà chị mới lấy cái bài, chị mới tìm được cái bài gốc này hồi trưa này thôi. Có nghĩa là cái bài gốc này xuất hiện sau khi mình đã dàn dựng xong, mà cô Sanh đã không xem cái này. Oh my god, không có, chị nổi da gà hết. Oh my god, cái này kể cái này nổi da gà nữa nè. Lúc đầu chị Minh Tuyết không định là mặc cái áo dài trắng này đâu. Wow. Cái này mới nổi da gà nè, không biết là boss có biết chuyện này chưa không? Chưa biết. Lúc đầu không phải là cái áo dài trắng này đâu. Bận đồ gì? Mà một cái áo dài trắng nó nhiều chi tiết hơn. Tức là cái áo dài khá là cải biên rồi đội một cái dao ở trên đầu. Đi giống như là cô dâu. Nhưng mà rốt cuộc là đưa đẩy lại đúng, lại thành cái áo dài trắng này. Và cái áo dài trắng sau này mới giống y chang cái áo dài trắng ở trên cái bìa cover này. Chị biết chuyện đó không? Luôn. Tại lúc mà chị Tuyết đổi cái áo dài trắng đó là em ngồi trong rạp. Và em thấy rõ ràng là chị Tuyết đổi ngay lúc đó khi mà chạy lên sân khấu để mà thử đèn luôn. Tại sao vậy chị? Là đúng rồi, em có nhớ là giống như không biết nữa, tự nhiên đưa đẩy cái. Đúng rồi, chị ngồi chị suy nghĩ tại vì hai cái áo đều đẹp hết. Đều đẹp hết. Cho mà chị ngồi chị suy nghĩ, chị feel là nó phải là cái áo này. Rồi xong rồi chị lấy cái áo đó chị bỏ. Trời ơi, cái áo ta thử đèn luôn rồi mặc luôn, chứ lúc đầu không định là cái áo dài giống như vậy đâu. Chị nhớ không? Em lúc cái tính của em cũng hay kỹ lắm, một cái bài nào đó em đều phải chuẩn bị option hết á, là phải có nhiều option để cho em chuẩn bị được. Nhiều quá, nhiều khi cũng nhức đầu, thùng nó sơ cũng nhức đầu lắm. Minh Tuyết xong chưa? Mà còn một cái này nữa nha, nó nhiều cái lucky lắm chị Thủy. Tự nhiên cái em hát, em quay cái show đầu xong, cái em vô thì em đang đi giúp ở trong backstage, em gặp cái người mà đạo diễn mà quay phim á chị, cái anh Manny hả? Dạ. Manny Bonilla đạo diễn. Dạ. Ừ, đúng rồi. Thì Hi tới Hi gặp em, Hi khen bài xong Hi nói là mày có biết là tao có một cái camera để ở trên đầu của mày, ở trên trần không? Quay xuống mày cái cảnh ở dưới mày đó. Thì vừa lúc đó cô Sanda lại đi ngang vào, cô Sanda bảo em là lúc đó đó, lúc mà thả em từ cái ending á. Cái này nó lồi. Dạ, cái ending á là rớt, coi như là em sẽ rớt từ ở trên cao xuống dưới giống một vực thẳm vậy đó. Giống như đi trở lại cái cõi của mình vậy đó. Thì cô Sandra nói là em có cái camera trên cao, em phải với cái tay giống như là em không, mà lúc đó trong tập không có. Trong tập không có. Trong lúc tập á thì không có cái đó. Tức là cô Sanda nói là khi mà em rớt xuống á thì em phải tay em phải với, giống như là tao không muốn từ biệt cái cõi trần này, tao muốn ở trên đó, tôi muốn ở trên đó, tôi vẫn còn luyến lưu những cái chuyện trần thế, bao nhiêu thứ tôi còn để ở trên đó, tôi không muốn chết. Thì chị phải vướng, coi như càng rớt thì chị phải càng vướng lên, vướng tay lên cao. Vói lên. Wow. Nó có nhiều cái sự gọi là em phải công nhận là nó rất là. Bây giờ em có nôn xem bài này không? Em quá nôn chứ, nói em có nôn. Quý vị em, con em cũng nôn. Có nôn xem bài này em không? Em quá nôn. Hỏi quý vị nè, Ngọc Hân hỏi đi coi. Bây giờ kính thưa quý vị, bây giờ em đọc comment chị. Không, bây giờ nè, tất cả quý khán giả thì chứ nãy đến giờ là Ngọc Hân rất là nôn xem cái bài hát này rồi đó quý vị. Nhưng mà bây giờ quý vị có nôn xem bài hát Đừng Bỏ Em Một Mình sáng tác của Phạm Duy, hòa âm của Nguyễn Tùng với phần trình bày của nữ ca sĩ Minh Tuyết và vũ đoàn Paris by Night không? Nếu như quý vị cũng nôn xem bài hát này thì quý vị share livestream này thật là mạnh vào. Yes, please. Bây giờ lượt view phải tăng lên thì chị Thủy sẽ có một cái announcement cực kỳ sốc trong livestream này về bài hát của nữ ca sĩ Minh Tuyết Đừng Bỏ Em Một Mình. Sốc nhưng mà đúng không chị? Đúng là nhưng mà tụi em muốn thấy là lượt view, lượt xem phải được tăng lên, quý vị share thật nhiệt tình vào. Bây giờ Ngọc Hân sẽ để cho quý vị 5 phút để quý vị tiếp tục share livestream này ở bên YouTube của Thúy Nga TV nè, rồi ở trên Facebook của trung tâm Thúy Nga Paris by Night nè, lượt view tăng lên thì lúc đó thì tụi em mới cho phép boss của tụi em có một cái announcement rất là chấn động về bài hát Đừng Bỏ Em Một Mình của nữ ca sĩ Minh Tuyết. Nhưng mà trong lúc chờ đợi thì thôi bây giờ không mấy, mình lạng qua bên Mira Trần chút xíu đi. Bữa nay em có thấy Minh Tuyết bận đồ giống như Baby Doll không? Tại vì biết lên với Mira thành cạnh tranh đó. Nè cô búp bê nè, rồi chị vẫn nói Mira giống như là baby doll của trung tâm Thúy Nga đó. Thank you. Giờ là baby doll của trung tâm Thúy Nga rồi. Trong livestream này thì chút xíu nữa cũng sẽ bật mí luôn, kính thưa quý vị, là poster chính thức của Paris by Night 137 chứ boss hả? Tí xíu đúng mình rồi. Sẽ bật mí luôn á. Nhưng mà khoan, bây giờ để nói về bài của Mira Trần trong Paris by Night 137 đã. Đây là bài hát ending, bài hát kết thúc
chương trình Paris by Night 137 đó. Yeah. Bây giờ hồi nãy là em được xem bài hát đó trước rồi đó. Vâng. Thì bây giờ cái cảm xúc của em lúc mà em thấy cái hình ảnh của em thì sao nè? Dạ thưa boss và oh my god. Thưa... đó. Dạ. Yeah, bây giờ boss, cảm xúc của em sao? Thưa chị Tiết và tất cả quý vị là em hồi nãy em nhớ lại mà tới giờ em vẫn còn hồi hộp á. Quý vị có thể thấy là đây là có thể là cuốn Thúy Nga thứ 5-6 gì đó boss giao cho con nhảy à? Yeah. Cái bài này đó quý vị có thấy em xin hát Tuyết, Tuyết, Tuyết nhìn Myra thấy giống ai? Shakira hả? Chị thì thấy giống Beyonce. Oh my god. Thì chị nghĩ cách máy cốc quần áo cũng vậy đó. Thì quý vị ơi, đây là một cái bài hát rất 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 là đặc biệt. Thì quý vị khi xem Paris by Night 137 thì quý vị sẽ thấy cái bài hát này nó đặc biệt như thế nào. Cái bài này đó thì trong chương trình Paris by Night 137 thì có cái tên là Xin cảm ơn đời. Nhưng thật sự bài này là bài chờ một tiếng yêu. Yeah. Ồ, đổi lại cái tựa hả chị? Yeah. Cái story nó là như vậy. Khi vào năm 1900, khi mà lúc mà Trung tâm Thúy Nga phát hành cuốn Paris by Night 58 đó, Sắc màu trong kỷ niệm, thì nhạc sĩ Lê Hữu Hà gửi tới Trung tâm Thúy Nga bài hát này với tựa đề là Xin cảm ơn đời. Nhưng mà lúc đó để cho phù hợp với cái chủ đề của Paris by Night 58 đó, thì có yêu cầu nhạc sĩ Lê Hữu Hà đổi mấy lời ở trong đó. À. Đó, thành ra quý vị thấy là giống như Tuyết đi show cũng hát chờ một tiếng yêu, em cũng hát chờ một tiếng yêu. Yeah. Nhưng bây giờ chờ một tiếng yêu sẽ trở về bản gốc của nó với chủ đề là Xin cảm ơn đời, với cái tựa là Xin cảm ơn đời. Nhưng mà đặc biệt bài này thì chị cũng phải rất là cảm ơn nhạc sĩ Tùng Châu và cô Sonda. Cái ý tưởng dạng đựng là cô Sonda thì muốn làm một cái bài hát nó, cái style nó funky. Tại vì em biết funky là một cái bài, nếu mà quý vị nghe nhạc của Earth, Wind and Fire hay là của cái thời đó đó, thì là cái mà bây giờ nó rất thịnh hành là nam ca sĩ Bruno Mars. Thì cái bài này nó được hòa âm theo cái tính cách đó. Dạ, đúng rồi. Và thì con nói tiếp đi, cô nói nhiều quá. Dạ, thật sự là thưa tất cả quý vị, là bởi vì khi mà con nhận được ca khúc đó từ boss chuyển cho con thì thật sự là con biết ca khúc này rất là lâu rồi. Cũng giống như boss nói là về cái bản cũ và em thuộc cái lời cũ, nhưng mà thật sự con phải nói là con rất là thương và nể boss, bởi vì boss là một người rất là trân trọng từng văn bản, từng câu chữ, từng của từng tác phẩm của nhạc sĩ. Ngày hôm đó thì các chị và mọi người cũng biết là đó giờ là em, thứ nhất là em hát ballad nhiều và những thể loại nhạc trẻ hiện nay, thì em cũng khá là rất là áp lực luôn, gần không phải là khá mà rất là áp lực khi mà nhận ca khúc này, bởi vì làm sao để mà vừa truyền tải được đúng cái tinh thần của người nhạc sĩ gửi vào cái vào tác phẩm, bởi vì nhạc sĩ Lê Hữu Hà đã gửi vào tác phẩm, và bởi vì con và nhạc sĩ cũng khá là cách xa thế hệ của nhau, và cũng như là dòng nhạc của con cũng cách xa thế hệ, và làm sao để có thể đưa được cái tính cách của mình vào trong ca khúc, và cũng như là để cho boss nghe và boss ok. Lần đầu tiên hát ending và với một ca khúc phải nhảy trên nền dữ lắm, nhảy quá luôn, phải nể Mira về cái giống như cái skill, nhưng mà cái khiếu nhảy Myra, cái bài này Myra nhảy dữ lắm. Bà nhảy mà nhảy bung hộp của cái áo đi diễn luôn mà. Dạ. Cái đêm đầu tiên là bung hộp hết trơn hết trọi luôn. Con kể luôn cái vụ trong phòng thu làm sao, con phải vô con thu lại mấy lần. Con phải bài này con thu lại khoảng 4 lần. Vì một chữ thôi. Không phải, vì đầu tiên là thu về một chữ, và cái thứ hai nữa là con muốn dựng cho những cái feel cho cái bài này nó phải khác, và nó phải ra một cái bài chất có chất funky ở trong đó luôn. Và con lần con phải về con nghe lại, và cái feel này con chưa có ok, con phải feel cao lên cái khúc này. Đó là lần thứ hai, và lần thứ ba con lại cảm thấy là cái chỗ này mình hát chưa có được đạt cái cảm xúc lắm á chị. Sau là cũng khoảng 3-4 lần em vào phòng thu, nhưng mà rất là trộm vía là boss cũng như là góp ý cho em để hoàn thành được cái bài này đúng như là văn bản gốc. Và làm sao để truyền tải được đúng cái ý nghĩa của ca khúc. Và đặc biệt khi mà cô Sanda dựng cái bài nhảy này lên, là lúc đầu là em choáng luôn, em kiểu em rung con bủng rủng luôn. Cô khi mà bài con này thấy quá, video quá kỹ thuật. Khi mà con thấy cô Sanda đưa cái video mẫu của dancers nhảy thì em like oh my god. Con nói là thôi không xong rồi. Tại vì thứ nhất cho thể loại lần đầu em nhảy như vậy.
để Myra comment. Thấy là bất ổn rồi. Rồi con cứ nói tiếp đi. Dạ, thật sự là con lo, con rất là lo. Bởi vì con biết là boss rất là tin tưởng con để mà giao một cái bài này cho tiết mục kết của chương trình. Và một bài hát rất là ý nghĩa, nó con cực kỳ thích lời ca khúc này. Và thật sự là khi mà tác giả Lê Hữu Hà, cái lời bài hát đó chị, tới bây giờ con hát con vẫn không cảm thấy là bị cũ luôn. Vẫn không cảm lời thấy bị cũ. Lời rất là hay. Lúc, lời, lúc mà rồi. Chị, tại hồi xưa chị hát bài này trong mình trong như là Dancing with the Stars. Yeah. Mà đúng với rồi. Cái lời cũ. Đúng rồi, chờ một tiếng. Cho nên cái bữa mà em quay ấy, xong rồi chị ngồi nói, ủa? Sao cái bài này nghe quen quá vậy ta? Yeah. Tại vì cái hòa âm nó khác hoàn toàn, nó khác hẳn luôn. Hòa âm phải nói là Tùng Châu là. Mà sao cái lời nó lạ vậy ta? Yeah. Sau lúc đó chị mới tìm. Nghĩa là nhạc Việt Nam mà phải nhảy theo cách giống như là Shakira, Bruno Mars. Yeah. Yeah. Nhạc thì Bruno Mars nhưng nhảy theo kiểu Shakira. Shakira, that's what chị nói. Beyonce, yeah. Nghĩa là nó mix and match của rất là nhiều thứ mà khi con được đứng trên sân khấu của Thúy Nga, con mới khám phá được bản thân con là con phải học thêm quá nhiều thứ và con đã có nhiều cơ hội để được phát triển bản thân mình trong Thúy Nga. Và con rất là cảm ơn Thúy Nga và cảm ơn Boss. Mà có một chuyện đó chị Tuyết, là sau cái đêm diễn ngày thứ bảy đó thì Boss, em biết Boss nhớ không, Boss đi vô Boss nói Mira là con ơi, tập trung nhảy quá quên hát luôn. Thì cô cứ lo đếm 1, 2, 3 mấy cái một mình thôi. Dạ, bởi vì cái bài khi mà nó nhảy là con cũng bị chảy máu chân ở đây. Dạ, cái này con lần đầu con bật mí là con cũng hay bị chảy máu chân khi con tập nhảy. Tại vì con phải mang guốc cao. Dạ, nhưng mà không có sao, mấy cái đó là it's not a big deal. Nhưng mà những cái bài này nó khác ở những cái bài trước một cái là động tác nó phải liên tục. Và nó phải đúng nhịp. Nó phải đúng nhịp. Nó có những cái nhịp rất là nhỏ luôn đó chị. Mà em không thể nào. Lúc đó em cast được với dancers và em rất là lo. Và cho tới cái ngày diễn, là ngày đầu tiên diễn, em vẫn còn bị rất là hồi hộp. Mà em bị lệch mấy động tác mà em cũng rất là lo. Nhưng mà em tự hứa là đây là một cơ hội mình phải trân quý và mình phải làm thật là tốt khả năng mình có thể. Và tại sau đó con lại chú ý hơn về biểu cảm của mình, con trau dồi hơn, con xem nhiều video hơn về cách trình diễn hơn này kia. Dạ. Khi quý vị xem chương trình Paris by Night 137 thì cái bài hát cuối cùng á, xin cảm ơn đời, thật sự phải nói rằng Thủy rất ngạc nhiên là Mira đã làm xong bài này rất là tốt. Tại Tuyết, những ca sĩ trong nghề đi, nếu đã từng đi tập nhảy nhiều với cô Shonda, với dancer Hollywood, cái technical của họ rất, skill của họ rất là cao. Động mà Myra làm rất là đúng, rất là sát với lại cái bài này, cái nhịp nữa con. Con thấy nó, cô không biết rất là lẹ. Không biết nói sao về tính cách về âm nhạc, nhưng mà cái bài này cái nhịp nữa rất là đúng rồi đó. Và chị biết là cảm ơn đời, cảm ơn con, cảm ơn tất cảm cả ơn mọi cô. Người cảm ơn nhạc sĩ Tùng Châu, cảm ơn cô Shonda, cảm ơn dancer. Mà con thấy dancer khi nhảy bài này they have a lot of fun, right? Yeah, they have a lot of fun. Nhưng mà con cũng muốn nói là đây cũng là lần đầu con thử sức để làm một cái việc mà con không tưởng tượng là con làm được. Nên là khi mà ra băng đĩa và lên video thì chỉ mong tất cả quý vị hãy đón nhận bằng những sự bao dung và yêu thương. Bởi vì con biết con vẫn còn có rất là nhiều những cái thiếu sót mà mình vẫn cần phải trau dồi hơn rất là nhiều. Nhưng mà cảm ơn. Rồi. Cảm ơn Trung tâm Thúy Nga. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Để mai Mira mà nói nữa là Mira sẽ ngồi đây cảm ơn tới sáng. Rồi nãy giờ tôi đếm sơ sơ cảm ơn 80 lần rồi. Thành ra bây giờ sẽ có hai tin chấn động. Bây giờ em sẽ được tuyên bố, kính thưa quý vị. Bởi vì như đúng lời hứa với quý vị hồi nãy là nếu như quý vị share livestream này và tăng view của livestream thì tin chấn động đầu tiên sẽ là tiết mục Đừng Bỏ Em Một Mình của nữ ca sĩ Minh Tuyết. Và tin chấn động thứ hai sẽ là ngày phát hành Paris by Night 137 và phương thức phát hành Paris by Night 137. Bây giờ tin chấn động đầu tiên nè chị Minh Tuyết. Chị Minh Tuyết ơi, chị có muốn nghe tin chấn động của bài hát của chị không? Chị muốn nghe mà Mira đang cho chị không biết có phải tin dịch không nè. Không, bây giờ để cho chính chị Thủy thông báo đi cho mình. Bây giờ là cho uy tín nè. Dạ. Chị ơi, Đừng Bỏ Em Một Mình số phận sẽ như thế nào? À, Đừng Bỏ Em Một Mình, quý vị đừng bỏ Minh Tuyết một mình đúng nha. Đúng rồi. Quý vị đừng bỏ Minh Tuyết một mình đúng thì quý rồi. Vị sẽ xem bài hát này trên YouTube của Thúy Nga TV ngay sau livestream này. Món quà
quà, món quà thứ hai Trung tâm Thúy Nga muốn gửi đến quý vị. Thật sự bài hát này nó có một những câu chuyện đằng sau mà nó rất là ly kỳ. Thúy không hiểu tại sao mà đã làm được. Mà mình cũng phải nói là cái team kỹ thuật của Trung tâm Thúy Nga từ LED, graphic ở trên LED. Chị, bữa nào chị sẽ cho Tuyết coi cái graphic mà tại vì em lúc, không có được coi. Khi lúc mà quay hình đó Tuyết mới không nhiều khi coi. Vô cận ảnh ca sĩ, dancer, mình không thấy được cái graphic, visual graphic, tức là cái graphic ở trên cái LED đó, do một cái người mà cũng là một người Mỹ, anh cũng làm trong cái bên Hollywood, anh tên là Johnny, anh làm bài hát này thì mình gửi cái bài hát với cái lyric đó dịch ra mà ảnh làm cái bài này. Thật sự nói thiệt với quý vị, coi giống như coi phim của Tim Burton vậy đó. Thật sự chị Thủy biết không, em diễn ở trước em đâu có biết ở đằng sau cái background nó là cái gì đâu, nhưng mà sau khi diễn xong bài này em cảm thấy em muốn khóc luôn, tại vì khán giả vỗ tay quá, em với dancer chào rồi rất dài xong khán giả vẫn còn vỗ tay. Ừ. Lại phải chào thêm một lần nữa. Rồi em xúc động. Và có một cái giọng, một cái người la rất là lớn: Minh Tuyết hay quá. Dạ yeah, đúng. Giọng rồi. Của ai biết không? Không, không biết. Quang Lê. Nó ngồi dưới nó coi em. Big fan. Nó coi Minh Tuyết hay quá. Nó càng lớn, nó la lớn vậy đó. Đúng. Hơi ca sĩ mà chị. Hơi ca sĩ ác nguyên khán phòng luôn. Nhưng mà thưa quý vị, tụi em xin lặp lại, quý vị chắc là đang bị sốc dữ lắm, quý vị đang không tin được đúng không? Bài hát Đừng Bỏ Em Một Mình, nhạc Phạm Duy, phổ thơ của thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh, với phần trình bày của nữ ca sĩ Minh Nghệ Tuyết quá. Và vũ đoàn Paris by Night sẽ chính thức phát hành trên YouTube Thúy Nga TV. Nha quý vị, Ngọc Hân xin lặp lại, Thúy Nga TV, chứ không phải là YouTube của Trung tâm Thúy Nga như thường lệ quý vị hay theo dõi, mà đây là YouTube Thúy Nga TV, cho tất cả quý vị thưởng thức trước thềm ra mắt của Paris by Night 137. Và bây giờ sẽ là công bố ngày phát hành chính thức của Paris by Night 137 để cho quý vị đi từ cú sốc này tới cú sốc kia. Thưa quý vị, Paris by Night 137 sẽ được chính thức phát hành vào ngày 11 tháng 5. Yeah. Thưa quý vị, có lẽ là quý vị cũng đang thắc mắc là tại sao sẽ phát hành trong ngày 11 tháng 5 năm 2024 và tại sao phát hành trên app ứng dụng Thúy Nga Paris by Night. Thì xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip ngắn và quý vị sẽ hiểu tại sao nha. Đây sẽ là lý do mà hôm bữa thì tụi em có thông báo là định là phát hành là vào dịp cuối tháng 4. Nhưng mà Trung tâm Thúy Nga giờ chót đã dời ngày phát hành vào ngày 11 tây tháng 5. Mặc dù là Paris by Night 137 là đã được edit, đã được chỉnh sửa, xong xuôi, hoàn thiện hết tất cả mọi thứ rồi thưa quý vị. Đã được cho edit chứ là... đừng có đã được chỉnh sửa. À. Mình không có chỉnh sửa gì hết. Chương trình sao làm vậy? Không, ý là cái từ edit nó dịch là chỉnh sửa đó. Ồ vậy hả? Dạ, nó dịch là edit là chỉnh sửa đó. Chỉnh sửa. Tiếng Việt đó, dạ. Dạ. Nó dịch là vậy. Mình đó. Chỉnh sửa tức là mình thay đổi hả? Không, mình chỉnh nhiều màu sắc. Hoặc là nó đó thì nó MC nói sai mình cũng cắt luôn. Dạ đúng rồi. MC nói sai hoài. MC nói sai hoài. Nói giỡn chứ không. Ngọc Hân thì rất là good. Thì ra bây giờ ôi không biết là clip của mình chiếu lên nó có sẵn sàng chưa, là xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi nha. Ủa là bây giờ chiếu luôn hả? Không phải. 36 tại Bangkok. Thì chúng tôi rất là vui tại vì những cái feedback từ khán giả đem lại cho chúng tôi những cái niềm vui bất ngờ. Cái nơi xa xôi như vậy mà mình cũng thực hiện được và người ta thích thì cái đó là một cái điều khuyến khích rất là lớn. Trở về lại Mỹ thì vợ tôi muốn thực hiện cái ý và cái sáng kiến của bố vợ tôi từ xưa, tức là muốn thực hiện những chương trình của tác giả và tác phẩm của họ. Tại vì họ là người đã cho chúng ta quá nhiều những cái tác phẩm, mang lại cho đời sống chúng ta rất là nhiều kỷ niệm. Những thăng hoa của cuộc sống, rồi những cái kỷ niệm buồn, những kỷ niệm đẹp, và những cái sự nhớ nhung quê hương, tất cả mọi thứ. Thế hệ đó thì không còn biết được còn sống được bao lâu, và có những cái tác phẩm của họ từ từ cũng bị mai một. Cho nên vợ tôi cũng theo ý tưởng đó, 40 năm của Thúy Nga thì bây giờ chúng tôi cũng muốn đánh dấu lại, cũng nói lại và cũng muốn giới thiệu lại những cái tác phẩm của những cái tác giả đó. Thì đó là cái lý do mà chúng tôi làm tiếp cái chương trình Paris by Night 137, 40 năm anniversary phần 2 tại Mỹ. Đây thì có vẻ là đây là hình ảnh của giáo sư Tô Văn Lai với các người nhạc sĩ tên tuổi
của Tân Nhạc Miền Nam Việt Nam. Có lẽ là quý vị xem xong clip này thì quý vị cũng hiểu tại sao là Trung tâm Thúy Nga đã chọn ngày phát hành Paris by Night 137 là ngày 11 Tây tháng 5. Kính thưa quý vị, 11 Tây tháng 5 chính là ngày sinh nhật của cố giáo sư Tô Văn Lai. Ông sinh ra vào ngày 11 Tây tháng 5 năm 1937, thì đây cũng là cuốn Paris by Night 137, wow. 1937, 1337. Wow. Cho nên là 137 sẽ được phát hành vào đúng ngay ngày sinh nhật của cố giáo sư Tô Văn Lai, 11 Tây tháng 5, 1937. Wow, hay quá. Và thưa quý vị, 11 Tây tháng 5 là bởi vì thứ nhất là ý tưởng thực hiện những chương trình tác giả tác phẩm từ đầu là đến từ cố giáo sư Tô Văn Lai. Và một điều thứ hai, 11 Tây tháng 5 không chỉ là sinh nhật của cố giáo sư Tô Văn Lai mà còn vào dịp lễ Mother's Day, tức là ngày lễ hiền mẫu. Thì đây cũng là em nói luôn ha, hay là chị nói nè? Chị cũng không biết nói gì hơn nữa khi mà em đọc ngày sinh của ba chị là 1937 và cuốn này 137, thật sự chị ngỡ ngàng, chị nói chị không biết nói gì hơn, chị chỉ biết là có những điều thiêng liêng lắm chị. Có những trước cái nhất sự là cảm đặt. Ơn cảm ơn Chúa và mẹ và ơn trên đã cho Trung tâm Thiên Nga có được 40 năm. Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ, cảm ơn các MC, các chuyên viên kỹ thuật và cảm ơn các quý khán giả. Làm nghệ thuật thật sự rất là gian nan. Ba chị đã nói để lại cho chị một cái nghiệp hơn là một cái nghề. Nhưng mà chị suy nghĩ lại, mình suy nghĩ lại mình là một cái con người bình thường thôi. Nhưng mà mình đi đâu cũng được. Ai thương mến, tất cả mọi người thương mến, tất cả mọi người. Cái Facebook của chị bây giờ 105.000 người follower, chị thấy là thật sự những cái hạnh phúc đó, những cái đó là được từ ba mẹ chị, từ các anh chị em nghệ sĩ, từ tất cả mọi người cho chị có cái cơ hội, và quan trọng nhất là khán giả yêu thương Trung tâm Thúy Nga, để Trung tâm Thúy Nga có được ngày hôm nay. Trung tâm Thúy Nga chỉ biết xưa đến giờ đối với chị đó, với tất cả những nhạc sĩ đó, Trung tâm Thúy Nga luôn luôn lúc nào cũng đối xử rất là tử tế, cũng rất là biết ơn những gì họ đã đem cho đời chúng ta. Tại vì trước năm 1975, ngày xưa và tới ngày nay, quý vị thấy là Tân Nhạc Việt Nam, nền âm nhạc Việt Nam, ca sĩ thường hát nhạc của nhạc sĩ. Khác với bên Mỹ hoặc Âu Châu thì ca sĩ họ tự sáng tác và họ tự hát. Thành ra nếu không có nhạc sĩ thì không có trung tâm, không có ca sĩ. Thành ra cái chương trình 40 năm phần 2 này, đây là một cái mà chị muốn làm để tưởng nhớ ba chị. Thành ra cái ngày phát hành là ngày sinh nhật của ba chị. Chị không biết nói gì hơn, chị biết cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn quý vị khán giả. Xin ủng hộ Trung tâm Thúy Nga để Trung tâm Thúy Nga có thể tiếp tục làm những chương trình tác giả và tác phẩm hơn nữa. Tại vì đối với Trung tâm Thúy Nga, đối với riêng cá nhân Thủy thì còn rất là nhiều điều muốn nói, còn rất là nhiều điều muốn kể về những tác giả đã hợp tác với Trung tâm Thúy Nga trong biết bao nhiêu năm qua. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Em cũng phải nói thêm một điều, có là chị Thủy xúc động, chị Thủy không nói điều này chứ một trong những lý do mà ngày 11 Tây tháng 5 là ngày phát hành của Paris by Night 137, kính thưa quý vị, đó cũng là ngày lễ hiền mẫu, ngày lễ Mother's Day, thì đây cũng là lời cảm ơn từ người con gửi đến người mẹ của mình, cũng là người đồng sáng lập của Trung tâm Thúy Nga, đó chính là cô Thúy. Thì đây là một cái ngày phát hành mà đối với Bác Lai, đối với cô Thúy, đối với Trung tâm Thúy Nga và đối với tất cả quý khán giả yêu thương Trung tâm Thúy Nga thì đây là một ngày vô cùng ý nghĩa. Mà nói về sự trân trọng dành cho tất cả các người nhạc sĩ thì thưa quý vị, khi mà Ngọc Hân được may mắn là một trong những MC cho chương trình 137 thì Ngọc Hân được xem tất cả những cái văn bản gốc, chữ viết tay, bút tích của từng người nhạc sĩ gửi về cho Trung tâm Thúy Nga với những lời nhắn gửi vô cùng tha thiết rằng niềm vui của những người nhạc sĩ này là được thấy những đứa con tinh thần của họ, là được thấy những tác phẩm của họ được sống lại ở trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga. Và đây cũng là một trong những lý do mà có rất nhiều những nhạc sĩ sau này, chẳng những là những tác phẩm về xưa của họ mà những tác phẩm mới, ví dụ như là cố nhạc sĩ Lam Phương khi mà sáng tác bài hát Một Mình cũng đã dành ưu ái cho Trung tâm Thúy Nga phát hành trước tiên
Và Một Mình sau đó đã trở thành một trong những sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Lam Phương và còn rất nhiều những nhạc sĩ khác nữa. Ví dụ như một người nhạc sĩ mà Ngọc Hân xin phép được đọc một lá thư viết tay của ông gửi đến Trung tâm Thúy Nga. Thưa quý vị, đó chính là cố nhạc sĩ Ngân Giang. Em xin phép em đọc lá thư viết tay của chú nha. Chú viết lá thư này từ Arkansas năm 2006 và chú viết là: "Tôi là Ngân Giang ở Arkansas. Chúc mừng năm mới cô Ngọc Thủy. Tháng 11 lễ Thanksgiving. Tháng 11 lễ Thanksgiving vừa rồi, tôi vừa xuất viện về nhà, được xem chương trình Thúy Nga chủ đề Dream, trong đó có một bài hát nối lại tình xưa của tôi. Tôi viết thư này không phải để mục đích đòi tiền bản quyền bài hát đó, nhưng để cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã cho phổ biến, vì tôi cảm thấy lòng mình có một niềm vui. Hôm nay tôi gửi thêm một số bản nhạc mà tôi đã sáng tác trước năm 75 để nhờ Trung tâm cho phổ biến. Những bài hát này Trung tâm Thúy Nga toàn quyền sử dụng trên mọi hình thức, tác giả không đòi hỏi bất kỳ điều kiện gì. Tôi chỉ muốn có thêm niềm vui trong những ngày cuối đời còn lại. Chân thành cảm tạ với hy vọng, mong chờ Ngân Giang cho tôi gửi lời thăm anh Tô Văn Lai." Nhạc sĩ Ngân Giang viết cái lá thư này lúc mà nhạc sĩ đang bị ung thư da, thưa quý vị, trong những ngày cuối đời của mình. Với bài nhạc sĩ chị Thủy đang cầm trên tay là tất cả những bút tích của nhạc sĩ Ngân Giang đã gửi về cho Trung tâm. Cũng như Thủy nói với quý vị đó, là thật sự Thủy có một cái rất là may mắn là Thủy được tất cả những nhạc sĩ rất là ưu ái. Thời kỳ mà ngày xưa chưa có YouTube, chưa có cái vấn đề, chưa có Facebook, thì làm sao phổ biến những nhạc phẩm của những tác giả, nhất là những tác giả đang ở tại quê nhà, không có cách nào, giống như ở bên này thì những tác giả có thể liên lạc Trung tâm Thúy Nga dễ dàng. Thì lúc đó thì Trung tâm Thúy Nga và Trung tâm Asia đã phát hành những bài hát bất hủ mà đến bây giờ trong nước vẫn hát. Thì Thủy đang cầm trên tay, quý vị đang thấy đây nè, đây là cái bức, cái này là một cái bao thơ có tem của bưu điện. Chú Ngân Giang đã gửi Thủy, Thủy nhận được vào năm 2006. Và trên này quý vị còn thấy, Thủy còn để có thư bút tích tác giả "Tôi Vẫn Nhớ". Thì nhạc sĩ Ngân Giang là tác giả của bài Tôi Vẫn Nhớ, và rất là nhiều bài, bài Đôi Mắt Người Xưa. Thì lúc đó đó thì và trong này ông gửi cho tất cả những bài hát của ông, và ông những bài hát lúc đó là ông viết tay nha, viết tay và những nốt nhạc của ông, lời của ông. Và sau đó, sau năm tới năm 2008, chị nhận được một bao thơ nữa của nhạc sĩ Ngân Giang, cũng từ Arkansas, cũng có tem của bưu điện đây. Ông lại gửi nữa, trong này là những bài hát, ông còn gửi thêm cái cuốn cassette, những bài hát đó từ những cuốn băng nào trước năm 1975. Và ông đặc biệt là ông cũng sáng tác một rất là nhiều nhạc bài thánh ca công giáo. Và ông đã mất năm 2009 vì bệnh ung thư da. Thì sau này thì Thủy có liên lạc với gia đình của nhạc sĩ Ngân Giang. Thì Thủy sau lúc đó thì Thủy cũng đã đọc những cái tờ này, nhưng mà Thủy không có để ý. Đến khi làm chương trình Paris by Night, tác giả và tác phẩm, Thủy đọc cái bức thơ của chú Ngân Giang viết. Khi sau khi ông xem chương trình Paris by Night 79, bài nối lại tình xưa mà Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh hát đó, thì là ông rất là vui và ông gửi cái nốt đó. Thì chị cứ nói một câu, hoặc một câu nói, chị nguyện với lòng chị là nếu mà ngày nào chị còn làm chưa, là có cơ hội làm giám đốc sản xuất Paris by Night, chị chắc chắn chị sẽ thực hiện một chương trình của nhạc sĩ Ngân Giang. Tại ông có rất là nhiều những bài hay mà chúng ta không biết, từ nhạc thánh ca cho tới nhạc, bài hát rất là nổi tiếng của ông là Chờ Đông. Anh ơi có phải ngoài trời đang mưa, là có, nhưng mà mà sau này trên internet tất cả mọi người là giới thiệu của Trần Thiện Thanh không. Bài hát đó là của nhạc sĩ Ngân Giang. Có cái tờ nhạc gốc của bên Việt Nam sản xuất luôn, khi ấn bản luôn. Thành ra quý vị ơi, Thúy Nga có rất là nhiều những cái mình phải nói là những gia tài, những bút tích của những nhạc sĩ gửi cho Trung tâm Thúy Nga. Thành ra khi thực hiện những chương trình tác giả và tác phẩm thì chúng tôi thật sự rất là thích. Chị cảm thấy chị cũng cho Ngọc Hân MC, chị cũng ngồi giải thích như thế này thế kia. Và chị nghĩ có lẽ chị là một cái người duy nhất, chị không nói ngoa, là biết rất là nhiều những nhạc của những tác giả ngày xưa và những tác giả tại hải ngoại.
có lẽ vì vậy. Có lẽ vì vậy cho nên là chị Thủy và anh Thi cũng nói là Paris by Night 137 là một trong những cuốn Paris by Night ý nghĩa và đáng tự hào nhất từ xưa đến giờ mà anh chị đã từng thực hiện. Và kính thưa quý vị, Paris by Night 137, tác giả và tác phẩm Hành trình 40 năm phần 2 của Paris by Night sẽ được chính thức phát hành vào ngày 11 tây tháng 5 năm 2024 trên app ứng dụng Thúy Nga PPN, tức là Thúy Nga Paris by Night. Và với những khán giả đã ghi danh đăng ký làm members, thành viên của YouTube channel của Trung tâm Thúy Nga, thì Trung tâm Thúy Nga sẽ gửi cho tất cả quý vị một cái code, tức là một cái mã số, để quý vị có thể vào app ứng dụng Thúy Nga PPN xem miễn phí chương trình Paris by Night 137. Nghĩa là quý vị cứ an tâm, quý vị đã ghi danh đăng ký thành viên của YouTube channel của Trung tâm Thúy Nga rồi, thì giữ đúng lời hứa với quý vị, Paris by Night 137 sẽ được gửi đến cho quý vị hoàn toàn miễn phí thông qua app ứng dụng Thúy Nga Paris by Night. Bởi vì thưa quý vị, Trung tâm Thúy Nga muốn xây dựng một cái app ứng dụng là của Trung tâm Thúy Nga để có thể đi đường dài và phát triển trong tương lai. Bởi vì mình biết là YouTube nó hoàn toàn nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Thành ra nếu mà dùng cái nền tảng đó làm nền tảng duy nhất của Trung tâm Thúy Nga mà đi đường dài sau này thì mình cũng không biết có chắc chắn được hay không. Thì chi bằng mình xây dựng một cái app ứng dụng của Trung tâm Thúy Nga, do Trung tâm Thúy Nga trực quyền quản lý, thì có bất cứ điều gì thì Trung tâm Thúy Nga cũng có thể dễ dàng để mà liên lạc hoặc là giải quyết cho các khán giả của Trung tâm Thúy Nga được. Và Trung tâm vẫn giữ đúng lời hứa thưa quý vị, là Paris by Night 137 khi phát hành trên app ứng dụng của Thúy Nga Paris by Night, thì tất cả những khán giả đã ghi danh thành viên của YouTube channel Trung tâm Thúy Nga mà mình trả 9.99 đồng mỗi tháng đó sẽ được gửi cho một cái mã số, một cái code để xem miễn phí. Còn những quý khách nào mà quý khán giả nào mà vẫn chưa ghi danh đăng ký thành viên members của YouTube channel của Trung tâm Thúy Nga thì vẫn sẽ có thể mua được cái chương trình này. One time phí là Ngọc Hân nhớ lần trước là khoảng 15 đô, thêm phí vào này nọ 12 đồng 99, thêm phí, thêm thuế vào thì khoảng là 14 đồng mấy đó. Thì mình cứ nói là mua trên app ứng dụng luôn. Mình có thể xem được một tháng. Là những khán giả nào mà chưa đăng ký, chưa ghi danh thành viên của YouTube channel Trung tâm Thúy Nga. Như vậy thì quý vị an tâm rồi nha. Quý vị đã ghi danh đăng ký thành viên YouTube channel của Trung tâm Thúy Nga rồi thì Paris by Night 137 11 tây tháng 5 sẽ là của quý vị xem hoàn toàn miễn phí. Còn nếu quý vị chưa ghi danh thì vẫn có thể mua được, ủng hộ cho Trung tâm Thúy Nga bằng cách trả một lần phí xem được một tháng nha quý vị. Nhớ 11 tây tháng 5 năm 2024. Từ đầu livestream tới giờ lo ham nói quá chưa ai hát luôn. Đúng rồi, bây giờ chưa hát đi, hát đi. Rồi bây giờ Mira hát đi hả? Quánh tù tì. Dạ. Mira hát trước đi. Mira rồi, hát. Dạ. Okay. Dạ. Dạ. Rồi Mira hát bài gì nè, chị Nguyễn Phương Thảo nói gì chị rảnh lắm. Chị rất rảnh. Dạ đó. Thì ngày hôm nay để đến với livestream thì Mira sẽ gửi tặng đến cho tất cả quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Tường Văn. Đó là cũng là một sáng tác rất là lâu rồi và cũng ca khúc này cũng đã rất là thành công từ trước đến giờ. Thì ngày hôm nay con lại rất là có cảm xúc để hát ca khúc này. Một sáng giấc tác... mơ có thật. Giấc mơ có thật, a dream come true. Dạ, và một tràng vỗ tay cho chị Phương Thảo. Lời của nhạc sĩ Tường Văn ha. Dạ, dạ đúng rồi. Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vô tận. Thuyền đã sang ngang làm cho con sông không xô về bên. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca. Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu. Môi hôn hay là yêu là bước cô đơn mình em một mùa đông xa ba. Lạnh ướt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết vắng anh là đau thương dù bao phân vương. Em sẽ biết giấc mơ có thật. Em chờ chút ngát hòa theo tiếng trái tim em rộn lên cầm bàn tay
anh nói những lời ân ái mặn nồng. Thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe màu. Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng, đêm qua em đã mơ. Người già này đã đến một nơi rất xa xăm, em còn đây bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Đến khi nào anh như giấc mơ ngày qua, lòng em luôn khao khát nhớ mong người ai anh biết chăng. Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt. Thuyền đã xa ngang làm cho con sông không sâu về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca. Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu, môi hôn thay lời yêu. Là bước cô đơn mình em một mùa đông xa mơ. Lại ướt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết vắng anh là đâu thương sâu bao phân phương. Em sẽ biết giấc mơ có thật. Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt. Thuyền đã xa ngang làm cho con sông không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca. Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu, môi hôn thay lời yêu. Là bước cô đơn mình em một mùa đông xa ba. Run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết vắng anh là đau thương dù bao vấn vương. Em sẽ biết giấc mơ có thật. Em chờ lên tiếng đi. Anh nào đang chờ anh nào. Ơi. Thường hôm nay cái em bài này lâu rồi nghe lại vẫn rất hay ha. Dạ em rất là thích bài này và càng ngày em đi hát nhiều nơi, em càng đi diễn bài này lâu lắm. Em yêu nhạc Việt nha. Dễ thương, cái lời nó dễ thương. Những cái bài rất là dễ thương như thế này. Em định kể cho Thường nghe một câu chuyện này. Thường có biết á là có một lần đi show, Mira quên mi giả và Mira chạy qua xin Thường một cặp lông mi giả. Và cái cặp lông mi đó là xin vía của Minh Tuyết. Mira nói là từ lúc xin vía cặp lông mi đó của Minh Tuyết, Mira đi show đắt show vô cùng. Và trời, sau một năm dài Mira vẫn giữ cặp lông mi đó. Bởi vì đó là cặp lông mi vía. Em nói thêm quá. Không, hỏi thiệt thiệt. Em Mira có một thời gian là em để trong một cái hộp bằng có cái miếng ni lông. Vậy là cái chị phải lấy commission. Dạ đúng rồi. Cái hộp giống như là ở trên mạng có một cái người mà họ gói đóng gói cái lông mi với lại cái contact lens đó, là đã từng gặp Taylor Swift á, là em đóng cái lông mi của chị vô trong cái hộp đó với là cặp lông mi của em. Nói thiệt mà, em nói thiệt mà. Rồi bây giờ sao em bớt mang đồ nhiều chị? Không, từ show thứ hai cho giống như là ngoài. Cái chị nghe nói là Tập Tuyết là một hộp nữ trang như thế này, jewelry là bóp tầm bông đó chị. Ngày hôm đó chị Minh Tuyết giống như là một thần tiên tỷ cứu cuộc đời, đúng không? Giống như là trời ơi cứu cuộc đời em đi, cứu em đi. Và cuối rồi cùng là có cặp lông mi giả. Em có biết là chị Minh Tuyết đã từng ngồi xuống khâu cho chị một cái áo diễn của chị trước giờ ra sân khấu. Và cái áo đó em giữ tới bây giờ em không tháo chỉ đó ra luôn chị. Em không tháo chỉ đó ra luôn. Nhưng mà em nghĩ em sẽ hát được như Minh Tuyết không? Dạ không ạ. Dạ không. Cái đó là không rồi đó. Okay. Cái đó là bỏ qua đi. Cái nào không bỏ qua đi. Cái nào không bỏ qua. Con là con còn mê chị Minh Tuyết tới nỡ mà con làm video trên TikTok là giả giọng chị Minh Tuyết đó mà. Vậy hả? Bên giả liền cho khán giả coi đi. Dạ hơi lậu lậu. Đây nè, giả luôn đi. Ở đây mà Mira giả giọng nhiều người không chị. Vậy hả? Thôi, chị bữa em nói cái gì ở cái tô giả giọng của Bạch Tuyết chưa? Giả đi. Bữa châu Âu đó. Bữa châu Âu. Chết gì là chết chị của tôi rồi. Trời ơi. Cứu chị tôi đi. Cứu chị tôi đi. Vô nè, dạ vô. Dạ thiệt hả? Thiệt Lâm, thiệt quá sáng tỏi chưa? Nên chị, cô muốn coi, cô muốn nghe. Cô muốn coi con giả giọng cô Bạch Tuyết ạ. Dạ đúng rồi. Cô Bạch Tuyết ở đâu? Cô Bạch Tuyết. Cô Bạch Tuyết vô là chị Minh Tuyết. Cô Bạch Tuyết xong rồi Minh Tuyết nè. Vậy cô Bạch Tuyết xong sẽ tới chị Minh Tuyết. Được. Chết rồi, bữa nay Minh Tuyết phạt là giả hát hay là giả nói? Bữa nay cô Bạch Tuyết á. Dạ giả hát. À giả hát. Giả hát một câu thôi. Giả hát một câu thôi. Trời ơi bão táp mưa sa. Một dương dân nga sao trong nỗi sương. Ha ha ha.
còn cái phần sau thì con Minh Tiết pha kè không dám mà thấy Minh Tiết riêu. Ủa hát vài câu đi chứ. Dạ. Hát vài câu. Thôi chị hát với em đi. Thôi để hát giả cái tôi đó. Giả chứ không bây giờ Minh Tuyết pha kè hát trước rồi tới Minh Tuyết thiệt hát nè. Trời ơi. Em hát bài gì giờ chị ơi? Chị đâu biết em giả gì. Em giả chị hả? Hồi không, em hát bài em sẽ là người ra đi mà không phải là phong cách chị Cẩm Ly mà sẽ phong cách chị Minh Tuyết. Vô chớ đi mà cứu cứu em nghe chuyến này có chuyện gì là cứu cuộc đời em nha. Chị mang rổ ra kể sẵn rồi. Dịp mai hiếm có đó không dạ. Có. Thời gian không thể xóa đi tiếng yêu anh hôm nào. Quặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai. Vì sao anh không nói là hết yêu em rồi. Thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng. Vì sao anh lại nỡ gian dối tin hai người. Kể với anh mà tim anh khắc ghi bóng hình ai. Vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường. Lệ trao hên bờ mi thì thôi ta đành chia tay vì yêu anh. Em sẽ là người ra đi. Rồi đi luôn rồi đó. Trời sao mà mỗi lần đi đâu em không biết nha. Mỗi lần ai cả tôi quăng thấy tôi sợ quăng lắm không chị? Quăng lắm đúng không? Quăng quăng quan trọng là cái tay nè quý vị. Cái tay là bán đứng Minh Tuyết mỗi lần sân khấu. Tay là đó 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 cái tay này cái này đó. Nhưng mà là làm không biết làm mà trong vô thức tức là quen rồi. Chứ không có cố tình tới rồi coi lại là... Ủa sao lúc đó cái tay mình dữ dội vậy? Bây giờ mới nhớ là hồi nhỏ mình đã... Mình hồi đó mình đã coi chị Minh Tuyết nhiều tới mức nào vậy? Dạ. Rồi thôi bây giờ kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta bỏ qua cái vụ Minh Tuyết pha kè bên này dạ. Đi. Thì bỏ qua tụi em xin đọc lại em một lần nữa. Quá. Kính thưa quý vị, bài hát của Minh Tuyết Riêu. Bài hát của Minh Tuyết Hàng Thiệt Đừng Bỏ Em Một Mình sẽ chính thức phát hành trên YouTube channel Thúy Nga TV. Thúy Nga TV nha quý vị, ngay sau livestream ngày hôm nay. Ủa nhưng mà không có thumbnail cho khán giả coi hả John? Đó. Thumbnail đâu? Bài hát Đừng Bỏ Em Một Mình nha quý vị, đây là đây đó. Quý vị đừng bỏ em một bây mình giờ quý vị nhìn nha rồi, đây nè xe. Quý vị ơi hãy nhìn cái thumbnail đó và nhìn lại cái bìa nhạc một lần nữa. Trên đừng bỏ em một TV mình nha quý vị, trên Thúy Nga TV bây giờ chị lấy một cái cành cây chị bắt y chang luôn, y chang vậy có cái cành cây đằng sau kìa đó y chang luôn. Đừng bỏ em một mình đây mà ngày hôm đó cái ngày hôn thu hình chúng tôi còn có cái nhiều cái câu chuyện nhạc của nhạc rất là nhiều câu chuyện mà từ từ sẽ kể cho quý vị nghe nha quý vị. Có những câu chuyện về thí dụ như nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính nữa, từ từ sẽ kể cho quý vị nghe trong các livestream kế tiếp. Đẹp quá. Sau livestream ngày hôm nay xin quý vị vào Thúy Nga TV, chữ T và chữ V đó quý vị. Thúy Nga TV mình đánh trên cho bà con mình đánh lên YouTube là Thúy Nga TV. Kênh YouTube Thúy Nga TV đi bà con. Thì Thúy Nga TV sẽ chính thức phát hành Đừng Bỏ Em Một Mình trích từ Paris by Night 137. Và tin thứ hai xin quý vị nhớ 11 tây tháng 5 sẽ chính thức phát hành trọn vẹn Paris by Night 137 chương trình tác giả và tác phẩm trên app ứng dụng Thúy Nga PPN. Và quý vị ơi nhớ là chúng ta tải app ứng dụng Thúy Nga PPN về thứ nhất, thứ hai quý vị nhớ cập nhật tức là update cái app ứng dụng của quý vị vào đúng ngày đó thì sẽ hiện lên cái chương trình Paris by Night 137. Còn những khán giả nào đã ghi danh thành viên của YouTube members của channel Thúy Nga thì sẽ được gửi một cái mã code để theo dõi chương trình này free. Những khán giả nào chưa ghi danh thì sẽ có thể mua chương trình này 12.99 thêm thuế thôi để ta xem được trọn vẹn một tháng nha quý vị. Rồi vậy bây giờ trước khi mà chia tay thì thượng của chúng ta Minh Tuyết bản riêu đó quý vị, Minh Tuyết bản riêu còn nợ chúng ta một bài hát. Nhưng mà bây giờ mình gửi lời chia tay đến khán giả trước đi đã rồi mình hát mình tạm biệt phải, mình có phát hành Blu-ray nữa nha. Đúng rồi. Nhưng mà mình phát hành Blu-ray mình kính thưa quý vị. Paris by Night 137 cũng sẽ có phát hành bản Blu-ray. Bây giờ là không phát hành bản DVD bình thường nữa quý vị. Chúng tôi phát hành bản Blu-ray cho những khán giả nào thích sưu tầm Paris by Night bản gốc, bản Blu-ray xem trên cái màn hình bự chà bá cho nó đẹp. Và âm thanh rất là hay nha quý vị. Nhưng mà cái ngày phát hành là ngày mấy hả Boss? Cái ngày phát hành mình chưa biết được. Tại vì thật sự Blu-ray thì chúng tôi phải gửi ra hãng Mỹ để họ in, họ
không phải gửi qua bên Tàu in mới được. Bây giờ bên Mỹ không còn những cái hãng làm Blu-ray hay DVD nữa. Thật ra cái thời gian nó hơi khó. Và một cái điều này chị phải nói nữa để cảm ơn quý vị nữa, là em biết cái bài mà liên khúc Một Mai Giả Từ Vũ Khí và Tâm Sự Người Hát bài Quê Hương đó, của Đan Nguyên nè, Quang Lê nè, Ngọc Ngữ nè, với một người nó Mạnh Quỳnh. Đã được lên cách đây mấy ngày, fan bên Việt Nam gửi cho chị là được lên YouTube trending. Top 20. Mà thưa quý vị, thời nay mà một bài hát nhạc bolero mà được lên top trending thì cảm ơn quý khán giả rất là nhiều, nhất là quý khán giả bên Việt Nam đã ủng hộ xem bài hát này. Tứ đại Mỹ Nam bolero của Trung Tâm Thúy Nga. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ bài hát này. Thì bài hát thứ nhì mà Trung Tâm Thúy Nga gửi đến quý vị đó là bài hát của Đừng Bỏ Em Một Mình của nữ ca sĩ Minh Tuyết. Thì cũng mong quý vị ủng hộ, xem thật là nhiều, cày view thật là nhiều, các fan của Thượng cày view thật là nhiều trên Thúy Nga TV. Thúy Nga TV nghe quý vị, không phải tên Thúy Nga kênh kia mà là kênh Thúy Nga TV. Đó, cảm ơn YouTube quý vị rất Thúy là Nga nhiều. TV nha quý vị. Bây giờ trước khi chia tay thì em phải đọc một cái comments của khán giả là: chị Thủy ơi, em có thể thiếu nhậu nhưng không thể thiếu Paris by Night. Trời đất ơi. Thành ra thôi bây giờ mình gửi lời chào tạm biệt khán giả đi, để rồi Thượng còn hát một bài tặng cho đẹp khán giả nè. Quá đẹp đi. Bây giờ mẹ thấy cái chữ không gì nhìn cũng không phải. Sorry. Cái chữ này, người... cái chữ của cái phone. Mira Minh Bảo với Minh Tuyết. Đẹp quá. Quá ưng cái poster. Thì cái kia là Tuyết, còn em là Bảo Tố đó em. Đây là Minh Tuyết, còn đây là Minh Bảo đó em. Chị Hương Thủy comment vô livestream Mira Minh Bảo chứ không phải Minh Tuyết. Ủa là tại sao vậy? Thì chị là Tuyết, còn em là Bảo. Bảo Tố đó chị. Bảo Tố cuộc đời đó chị. Hồi nãy em vừa mới làm Bảo Tát Phong Ba cho cuộc đời chị đó chị. Chính nói chưa. Rồi Hương Thủy comment hả? Ồ hay quá. Rồi thôi bây giờ mình gửi lời chào tạm biệt. Bài Hương Thủy cũng đặc biệt lắm nha. Dạ. Livestream sau mình chia sẻ, mình để dành, mình bật mí từ từ chứ. Hương Thủy cũng rất đặc biệt. Mình để dành bật mí từ từ, rồi bây giờ ai cũng lo đọc comment xong mai chào tạm biệt khán giả luôn. Không, vẫn đang đợi như Thượng hát ạ. Không, đâu, chào xong mới hát. Chào xong rồi mới hát hả? Rồi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream này. Sau livestream quý vị qua YouTube Thúy Nga TV để xem Đừng Bỏ Em Một Mình với Minh Tuyết. Yeah. Rồi. Thượng chào khán giả đi nè. Một lần nữa Minh Tuyết xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã yêu thương Trung Tâm Thúy Nga nói chung, yêu thương Minh Tuyết nói riêng, Mira và tất cả anh chị em nghệ sĩ. Và nếu đã yêu thì yêu cho chót. Sau cái này là sẽ chiếu, sau cái livestream này sẽ chiếu bài Đừng Bỏ Em Một Mình lần đầu tiên Minh Tuyết hát nhạc Phạm Duy, và một cái tác phẩm mà có một cái sự dàn dựng nó vô cùng tuyệt vời luôn. Quý vị không thể nào không xem được. Nhớ đón xem liền và nhớ subscribe như là subscribe ghi danh là ghi danh Thúy Nga TV. Thúy Nga TV để được xem bài hát Đừng Bỏ Em Một Mình của nhạc sĩ Phạm Duy, cũng như là những tác phẩm của Trung Tâm Thúy Nga và Paris by Night. 37 sẽ phát hành vào ngày 11 tháng 5 nha quý vị. Nhớ nha, cày view cho Thượng nha. I love you. Làm sao đẩy Thượng lên top trending top 10 là được rồi quý vị. Rồi Mira nói đi nè. Trước khi gửi một lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người và tất cả quý vị khán giả, thì để nói những lời cảm ơn đối với Trung Tâm Thúy Nga và cũng như là khán giả, là từ trước giờ lại Mira cũng đã cảm ơn rất là nhiều rồi, bao nhiêu cũng không đủ ạ. Chỉ mong muốn là chia sẻ với quý vị một vài điều, có nghĩa là trong thời gian sắp tới đây thì Trung Tâm Thúy Nga đang và sẽ rất nỗ lực để cho ra những chương trình rất là chất lượng, và đặc biệt là những tác phẩm rất là chất lượng từ những tác giả và đã rất là tâm huyết để gửi về cho Trung Tâm. Và chỉ mong là tất cả quý vị hãy càng ngày càng yêu thương và trân trọng những tác phẩm mà Trung Tâm Thúy Nga đã collect về và đã cố gắng làm nên, dàn dựng lên những tiết mục thực sự rất là công phu. Và để khi thực sự đối với bản thân con được đứng trên sân khấu Thúy Nga, đó một cái điều mà con ước mơ từ rất là bé rồi.
Xin cảm ơn đời. Xin cảm ơn đời. Cảm ơn tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Thúy Nga, subscribe cho Thúy Nga TV và cũng như là xem Đừng Bỏ Em Một Mình của chị Minh Tuyết sau MV này, và cũng đừng bỏ qua bài của em Xin Cảm Ơn Đời trong nguyên nguyên cũng sẽ phát hành trên ngày 11 tháng 5. Ngày 11 tháng 5 trên Thúy Nga, trên app ứng dụng của Trung tâm Thúy Nga. Của Trung tâm Thúy Nga. Dạ, đó là một điều mà em gửi đến cho tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. I love you. See you later. Rồi, xin cảm ơn sự theo dõi vô cùng quý báu quý vị đã dành cho livestream ngày hôm nay. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ thật là nhiều cho Paris by Night 137. Và nhưng mà trước mắt ủng hộ cho Đừng Bỏ Em Một Mình của nữ ca sĩ Minh Tuyết bản Real. Và bây giờ trước khi chia tay với quý vị sẽ là một bài hát gửi từ Minh Tuyết bản Real đến với quý khán giả livestream của Trung tâm. Bữa nay baby đô Minh Tuyết. Nghe bằng đâu? Baby từ xưa. Baby đô Minh Bảo. Minh Bảo. Minh Bảo là Bảo thường nha. Đúng rồi. Bảo. Baby đô Minh Bảo. Bây giờ Tuyết. Thật sự hồi nãy Mira hát một bài rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng thôi để kết thúc chương trình, thì một bài hát rất là quen thuộc là chị nghĩ là Mira cũng đã hát bài này gần đây, chị thấy Mira có hát. Và Mira có biết thì bây giờ choi chung với chị cũng được. Yeah. Chị chọn một cái tiết tấu nó vui vui để mà nó không phải là vui mà là upbeat em đè thôi để mà mình kết thúc chương trình trước khi mà mình bắt đầu thưởng thức Đừng Bỏ Em Một Mình. Yeah. Trên kênh ứng dụng của TV của Trung tâm Thúy Nga. Đúng rồi. YouTube Thúy Nga của Trung tâm Thúy Nga. Ok, yeah. Đó là bài hát Hoang Mang của nhạc sĩ Võ Hoài Phú. Yeah. Cái này là tên để hát các chị. Cái này của em. Hello. Ok. Đây đây nè. Ui mà ao rồi. Rửa chị không? Trên đường môi phải chăng người trao cho riêng mình tôi, dẫu đã biết anh không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều, vì anh lạnh lùng băng giá còn tôi con tim thật thà, nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối. Đêm năm mơ, mơ tình ta xanh như bài thơ, ánh trăng sáng rồi màn đêm đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhắn lại để tôi hoang mang tháng ngày, anh ở đâu cho tình tôi miên man. Ngày qua ngày gió tết gạo vì anh hướng hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ một mai đường xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi, tình yêu của những phút đầu tự như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu, để đêm mùa đông trôi xa nụ cười rạng ngời trên môi. Trời ủa áo còn nhưng mà thôi vâng, cho áo đào